bình thường hả? Không có đâu, giống như một đang đây rồi, biết không, giờ không có cá bự nửa xô chứ rồi ít đâu. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở ngoài ruộng nha các bạn. Hôm nay mình với bà Tám với cùng nhỏ con gái của mình nay mình ra mình bắt cá ở dưới kênh nha các bạn. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Còn hốt luôn. Có không? Trời ơi. Có biết đâu. Không biết đâu. Ôi, có đống tông luôn nghe. Nè, cái ngóc kìa bên này ơi. Ừ. Lấy vô coi. Đi xa. Đây, trời. Đây. Đây, đây. Ở đây nè, ở đây nè. Đây cá nhỏ không nghe các bạn, không có cá bự ha. Toàn là lòng tông hủng hỉnh vậy đâu không à. Wow. Nhiều cá quá à. Quá cái cù dầm quá trời luôn ta. Lộm đây vậy, khô ăn nè. Wow, mình lại bắt nhiều cá quá đi thôi. Chắc chắn mình đợi về mình lại không ăn đủ đâu. Con chạy qua để góc đi, họ về lấy. Lấy đây đi. Cha. Nè. Ăn cái đó hả? Trời ơi, quá chết. Lâu luôn hả? Cái đồng tông tí tí không? Ôi đó quá trời nhâm nhâm kìa. Tới đi con, tới. Chút xíu đi ăn, chút xíu ăn. Cái con mà. Lũ quỷ này cái gì hơi nào lựa trời. Thôi ta để vậy cái rửa sạch cái rồi. Rồi. Luộc, ăn luộc. Ba con cá ấy nó tắn ngát hả? Nó chứ đem gì phải chờ dài. Nó ngát hả? Ba con cá đó chín nắng lắm. Trời sợ. Nó gô thì nó ấy, không tắn thì nó gặm nó ngát. Nó cái gô chạy luôn đó mày. Hết đi hai con. Đây chạy qua. Đi từ từ nha. Đi từ từ thôi nha, đi hồi lọt Dũng nó cười ỉa luôn á. Tới con, Đi từ từ. Đi từ từ quá vậy đâu sợ, bước từ từ lên. Rồi tới luôn. Đúng rồi. Nhưng mà té vậy sao sợ muốn chạy nó tắn phải được không, được không đó, đi từ từ cái gì đâu sợ. Mới ăn cơm mà đói vậy trời. Cơm đói mà. Nó dở lên cái. Dở đâu? Cha, con nhảy
Để thấy chồng quá. Nhảy. Con nhảy được rồi cha ơi. Con nhỏ không à? Cha ơi, đời ơi. Né né cho bà nội để cá vô nè. Lên được. À, đây đây. Lên được ngay ở đó luôn. Đây đây. Đó đó luôn. Đây đây. Đó trời chắc nó từng mà. Cá nhỏ không các bạn ơi. Giờ khô cái nhỏ hả? Để cái nhỏ đây bắt cái bự. Bắt cái bự gì kha? Mới đúng. Tự nhiên bắt cái nhỏ chơi. Nó sao luôn. Bắt cái nhỏ đây hả? Đã biết đây hay gì trời. Trời như sao? Nó có tiền mà nói á. Sao mày tốn tiền con? Mà nói bán con mà con không có gì bà nội ăn. Nặng không bà nội? Nặng như sao quá, em? Trời cao. Bà nội có ra là tiền nhất. Trời cá lồng tông rồi cá rô nhỏ nhỏ không nha các bạn. Cá lồng tông rồi cá khô nhỏ nhỏ. Không à. Cái này nó phải có cỏ đồ rồi nó mới có chứ giờ mà không có cỏ rồi nó đu ở đâu. Từ từ thôi nghe chị. Ngốc hết trơn. Đi nè, đi nè. Mát rồi đó, còn mát rồi. Dỡ lên cái hả? Vô tới cậu ba đi. Vô cái đoạn gỗ của cậu ba luôn. Này có cậu ba hả? Nè cái xô nè bạn. Trời, thùng rác ở đâu? Thùng rác đâu, con bỏ ra để dưới giọt á. Không có lên thước luôn. Ừ, cái này chắc không có nhiều. Có quá. Có quả hẩm dở xa lắm. Lồng tông húng hỉnh không nha các bạn. Là cá lồng tông vậy cha. Thì cái tên nó là vậy đó, giống như cái tên con là kim cương vậy đó. Con không phải cá lồng tông nha. Ừ. Xuống này chọc quẹo. Con là con cá lì á. Con cá cha đó. Con này ống con cá được. Này nó cũng ngon mà. Ghét rứa nhiều không? Như cái mẹ trước á. Cá không chắc tươi. Cho vô bình á, nhủ vô cây đó. Mình lại nhủ vô cây một phát thì mình lại giống cây luôn á. Ê dạ, mày trúng luôn rồi. Trời ơi.
xe đi đường nào ra đây được không trời? Đó, hay ra. Có ốc luôn nè, tí tí rồi. Nãy tí mua ốc. Nhúi vô trong đó là có cá bự không? Không. Như lục bát, lục bình nè. Lục bát. Nước nhóc ra. Nó. Nước để con uống hả? Ừ. Nước lọc hả nè? Nước lọc. Nước ruộng đâu? Nước ruộng. Uống nước ruộng cũng được vậy. Bò nó uống nước ruộng không đó. Dạ ông cụ. Dạ ông cụ. Ừ. Cụ có cá không? Có chứ hết. Mà không có gì bị đòn gì. Đúng rồi đó. Chưa, để cho bà nội bà đổ này cái. Khó lên chết rồi nè. Trời ơi bà tám. Mới tháng qua nay giờ nó trắng chừng. Trời ơi, ngon thiệt ông Chính nha, ông Chính. Trắng này nắng nắng kia mà bên trong dữ lắm. Ừ. Trời anh có cạn chưa? Ngon hết sức vậy ông. Miếng ngoài trong liếng á, bên trong cái liếng á. Hồi nãy con chưa có vô nè. Chưa biết hả? Cạn chưa tôi lên coi cạn chưa tôi tát đi. Con lên coi. Mới đi tới đây nè. Nè cái này cái gô gì không nè. Đó còn trời cũng ngon hết con rồi đó. Trời đừng có yêu mẹ đang quay cái. Ăn ngon hết chứ con ha. Ừ. Tập làm YouTube luôn đi. Thấy không lên tiếng để con đi qua ông cụ ơi. Con nhủi thần kinh rồi. Cụ gì bóng chút xíu không nói sau lưng ông cụ hết thần kinh luôn. Bữa nay cụ hình kinh luôn. Trời ơi, gì chứ cá lồng tông thiếu gì mà chích nhí không nè. Làm vậy đó mà dính vậy đó hả? Đó, cái này về gói sạch kho luôn khỏi làm. Kho luôn khỏi làm gì hết. Cũng như là như cá cơm. Nhưng cá cơm. Coi, thế à. Chắc ăn nhẫn hơn cá cơm. Không, không bình thường. Hả? À, không có đâu nhẫn với mà sao. Đây tí rồi. Không giờ không có cá bự. Nửa xô chứ rồi ít đâu. Trong nãy giờ bà Tám nhủi cá được nhiêu đây nghe các bạn. Mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.